Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế cảnh báo thận trọng khi dùng thuốc Monopiravir để điều trị COVID-19. Hàng ngàn khán giả giao lưu gặp gỡ Hoa hậu Hòa bình quốc tế Thùy Tiên. Khởi tố đối tượng đánh chết cháu bé 2 tuổi tại Vĩnh Long. WHO cảnh báo biến thể Omicron đang gây ra một cơn sóng thần các ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin Ấn Độ loại Monopiravir ra khỏi danh mục thuốc điều trị COVID-19 do lo ngại tác dụng phụ, theo Bộ Y tế, thực tế là Ấn Độ chưa cập nhật thuốc Monopiravir vào danh sách các thuốc điều trị COVID-19 của họ. Tuy vậy, Bộ Y tế cũng đưa ra cảnh báo người dân cần thận trọng khi dùng loại thuốc này. Căn cứ vào các chỉ định khuyến cáo của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA và Cơ quan Quản lý Dược và Sản phẩm Y tế của Anh, các nội dung quan trọng cần đặc biệt lưu ý là Monopiravir được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Thuốc dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày, không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp, không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19, cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc đối với phụ nữ có thai và cho con bú. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ. Liên quan đến việc giao dịch chứng khoán không đúng quy định, tối hôm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra thông báo về việc hủy giao dịch bán cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 198 ngày 11 tháng 1 2022 về việc bán cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10 tháng 1/2022 của ông Trịnh Văn Quyết. Chiều qua, đồn biên phòng Triệu Vân thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị xác nhận đã bàn giao 3 ngư dân gặp nạn trên tàu cá BTH-97749TS cho gia đình chăm sóc trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trước đó, lúc 12 giờ trưa cùng ngày, đồn biên phòng Triệu Vân nhận được tin báo tàu cá do ông Mai Văn Thành, 55 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng, gặp nạn khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển gần với đồn này. Cùng đi trên tàu cá có 2 ngư dân khác, chính là 2 người con của ông Thành. Tàu cá trên bị hỏng máy, trôi tự do trong thời điểm vùng biển này đang có sóng to cấp 7, vô cùng nguy hiểm. Đồn biên phòng Triệu Vân đã phối hợp với tàu CN09 của đồn biên phòng Cồn Cỏ và hải đội 2 biên phòng ra ứng cứu. Vì sóng quá to nên phải đến 16 giờ cùng ngày, tàu cá và 3 ngư dân mới được đưa vào bờ an toàn. Mới đây, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm thuộc Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã sáng chế ra ly cà phê ăn được, có khả năng thay thế 100% ly nhựa thông thường. Sản phẩm được làm từ bột mì đa dụng, đảm bảo không làm thay đổi mùi vị của nước đựng bên trong. Chiếc ly này có thể chịu đựng nước rất nóng hoặc rất lạnh trong suốt 2 giờ đồng hồ mà không bị thấm nước hoặc vỡ vụn. Thực ra đây là một dạng bánh, mình có thể coi là bánh bích quy, có độ ẩm thấp cho nên là nếu như mình cái điều kiện bảo quản tốt thì có thể bảo quản được lên đến 3 tháng. Mình sẽ tốn rất là nhiều thời gian để nghĩ ra cái công thức để cho cái khối bột nhào của mình nó có thể bền và dẻo để dễ dàng mình để tạo hình chiếc cốc. Mà với thứ hai nữa, khi mà người ta pha sữa hoặc pha ly cà phê nóng vào á, thì cái thời gian uống hết thì cái ly nó không tan ra và sau đó mình ăn được nó mềm mại. Thì đó là một nhu cầu rất là cần thiết cho thị trường. Ngoài mục đích giảm rác thải khó phân hủy, bảo vệ môi trường, chiếc ly cà phê có thể ăn được này sẽ cung cấp năng lượng cho người thưởng thức như một bữa ăn nhẹ. Trong thời gian sắp tới, sản phẩm sẽ được đưa ra thị trường. Tối qua, hàng ngàn người hâm mộ đã có mặt tại sự kiện chào đón Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động của Thùy Tiên tại Việt Nam sau khi chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 Miss Grand International. Thùy Tiên đã không kiềm được cảm xúc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. Hãy yêu thương Tiên giống như các Tiên yêu thương gia đình mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dịp này, Thùy Tiên đã trao bằng tượng trưng bảo trợ cho 15 trẻ em mồ côi do COVID-19 đến năm 18 tuổi. Ngoài ra, cô còn đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện khác như trao tặng khu vui chơi trẻ em tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh và tại trường Hồ Nhì, xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Cô cũng trao tặng vốn phát triển kinh tế cho 20 phụ nữ của Thành phố Hồ Chí Minh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, trao 30 suất học bổng cho học sinh, 53 phần quà Tết cho bà con tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi.
Tiếp theo trong phần sau của chương trình, bắt giữ đối tượng đột nhập nhà thuốc trộm 450 triệu đồng. Bắt 3 đối tượng tấn công khiến 5 bảo vệ nhà máy điện gió bị thương. Thưa quý vị, chiều qua, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Phùng Hữu Lợi, 35 tuổi và Trịnh Thị Xuân, 42 tuổi, cùng ngụ thành phố Đồng Xoài để điều tra về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Theo thông tin ban đầu, Trịnh Thị Xuân là chủ quán cà phê phố tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Phùng Hữu Lợi là tài xế taxi thường xuyên đến quán của Xuân. Qua nói chuyện, Xuân biết Lợi có nhận phơi đề nên kết nối. Sau khi nhận phơi đề từ Xuân, Lợi chuyển cho đối tượng nhỏ chưa rõ nhân thân để hưởng lợi từ việc trúng số đề của người chơi. Chiều tối 10 tháng 1, khi Xuân đang nhận phơi đề của người chơi thì bị lực lượng công an thành phố Đồng Xoài ập vào bắt quả tang. Qua lời khai của Xuân, công an đã bắt giữ thêm Phùng Hữu Lợi. Qua điều tra, khoảng từ đầu tháng 1 đến nay, các đối tượng đã nhận phơi đề của nhiều người, ngày ít nhất là khoảng 30 triệu, ngày nhiều nhất là gần 130 triệu đồng. Cũng tại tỉnh Bình Phước, hôm qua, Công an thị xã Bình Long cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải Sơn, 30 tuổi, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 20 giờ tối ngày 9 tháng 1, Công an phường An Lộc, thị xã Bình Long nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, ngụ khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình Long về việc bị kẻ gian lấy trộm một giỏ sách, bên trong có khoảng 450 triệu đồng khi để tại quầy bán thuốc của nhà thuốc Hải Nguyệt tại khu phố Phú Trung, phường An Lộc. Qua rà soát, trích xuất camera và nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được Nguyễn Hải Sơn là nghi can gây ra vụ trộm nên đã tổ chức truy tìm Sơn. Qua đấu tranh, đối tượng Sơn đã thừa nhận hành vi lấy trộm giỏ sách nói trên. Công an đã thu giữ được giỏ sách tang vật cùng toàn bộ số tiền trong giỏ. Công an tỉnh Vĩnh Long hiện đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bị can Nguyễn Minh Quân, sinh năm 1991, ngụ xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn về hành vi giết người. Được biết, Quân sống chung như vợ chồng với chị N, 23 tuổi, và con riêng của chị này sinh năm 2020 tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình. Khoảng 1 giờ khuya ngày 30 tháng 11 năm 2021, Quân bắt được một con rắn. Khi về đến nhà, Quân kêu chị N lấy đồ đựng. Chị N đặt con nhỏ xuống nền để đi lấy thì cháu bé khóc nên quay lại dỗ, nhưng bé vẫn khóc lớn. Thế vậy, Quân tức giận dùng chân đạp vào đầu và chân cháu bé. Khi thấy bé bất tỉnh, Quân cùng chị N đưa cháu đi cấp cứu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì cháu bé tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Kết quả khám nghiệm nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não. Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận do nghiện ma túy mà không có ma túy sử dụng nên không kiềm chế được cơn tức giận dẫn đến hành động trên. Liên quan đến vụ các đối tượng tấn công các công nhân và bảo vệ công trình nhà máy điện gió mà 60 giây đã đưa tin, Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Võ Văn Bạc, Võ Văn Được và Lý Văn Bé, ngụ xã Hòa Đông về hành vi cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do trước đó mâu thuẫn với bảo vệ công trình nhà máy điện gió Hòa Đông 1 thuộc xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, nên lúc 20 giờ ngày 5 tháng 1, 3 đối tượng trên cùng một số đối tượng khác đến khu vực tua bin số 6 nhà máy điện gió Hòa Đông 1, ném chai xăng, dùng dao, cây, ống tuyếp sắt tấn công các nhân viên bảo vệ. Hậu quả 5 bảo vệ bị thương được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Hiện công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hiền, 38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Hiền là đối tượng trong đường dây lừa đảo do một đối tượng gốc Phi ở Malaysia cầm đầu. Thông qua các mạng xã hội như Facebook, Skype và các ứng dụng hẹn hò, đối tượng người nước ngoài trong nhóm của Hiền giả danh những người nước ngoài có công việc sang trọng, thu nhập cao như phi công, doanh nhân, quân nhân để làm quen, kết bạn và tán tỉnh các phụ nữ ở Việt Nam trong một thời gian dài. Sau đó, chúng dụ dỗ là muốn tặng quà, tiền, vàng hoặc nhờ bạn gái giữ giúp. Tuy nhiên, để nhận được những món hàng trên, nạn nhân phải đóng phí hải quan, nhưng thực chất là chuyển tiền vào chính tài khoản của Nguyễn Thị Hiền đã tạo ra để lừa đảo. Có nhiều vụ số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Tiếp theo, trong phần thông tin quốc tế của chương trình. Các văn bản chép tay cổ từ thế kỷ 11 thu hút du khách đến Mauritania. Bộ sưu tập hơn 18.000 con búp bê Barbie với 5 kỷ lục Guinness. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo
biến thể Omicron đang gây ra một cơn sóng thần các ca mắc COVID-19 và trong vòng 2 tháng tới, một nửa dân số châu Âu có thể bị nhiễm Omicron. Trong cuộc họp ngày 11 tháng 1 tại Copenhagen, Đan Mạch, WHO cho biết đã có hơn 7 triệu người tại châu Âu nhiễm biến thể Omicron chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 1. Giám đốc WHO châu Âu, tiến sĩ Hans Kluge, cảnh báo với tốc độ này, trên 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron trong vòng 6 đến 8 tuần nữa và sẽ gây tác động chết người tại các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp như các nước Trung và Đông Âu. Ngay cả tại các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao và ca tử vong ít hơn, thì số trường hợp nhiễm tăng chóng mặt cũng sẽ khiến các bệnh viện quá tải. Tiến sĩ Kluge cảnh báo, cánh cửa cơ hội đang hẹp dần để chính phủ các nước hành động. WHO khuyến nghị chính phủ các nước ra lệnh đeo khẩu trang tại những nơi kín gió và tiến hành tiêm vaccine cơ bản cũng như mũi tăng cường càng sớm càng tốt, đặc biệt là tiêm cho nhân viên y tế và những người lao động thiết yếu khác. Các văn bản chép tay cổ một số có từ thế kỷ thứ 11 đang thu hút du khách trở lại với thành phố ốc đảo cổ xưa Chinguetti ở Mauritania. Bị đe dọa bởi nạn khủng bố và bị đại dịch hoành hành, đất nước Tây Phi này đang trông chờ vào bộ sưu tập văn học vô giá ấy của mình để phục hồi thành phố cổ, nơi từng là một trung tâm thương mại thịnh vượng thời Trung Cổ. Cùng với thương mại, các bản chép tay từ thế giới Ả Rập đã được trao đổi ở đây, khiến Chinguetti trở thành một trung tâm học tập. Các văn bản này liên quan đến các chủ đề đa dạng như tôn giáo, toán học, văn chương và thiên văn học đang bị các yếu tố thời tiết và cả xung đột đe dọa. Thành phố Chinguetti, sâu trong sa mạc của Sahara, nằm ở nơi giao nhau của các tuyến đường thương mại xuyên Sahara, vốn nổi tiếng với các đoàn lữ hành lạc đà, mà vào thời hoàng kim của mình đã vận chuyển hàng hóa qua khắp vùng Bắc Phi. Hiện du khách đã bắt đầu trở lại, tạo thêm hy vọng hồi sinh cho nơi đã được UNESCO xếp vào danh sách di sản thế giới từ năm 1996 này. Tại Nhật Bản, lễ trưởng thành luôn là sự kiện quan trọng được nhiều bạn trẻ mong đợi. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, các thanh niên xứ sở hoa anh đào luôn muốn mình phải đẹp nhất. Vào dịp lễ năm nay, các bạn trẻ tại thành phố Kitakyushu đã khiến nhiều người thích thú khi diện những bộ kimono với nhiều kiểu dáng đa dạng. Những bộ kimono với màu sắc sặc sỡ, họa tiết lớn và kiểu dáng độc lạ là điểm nhấn tại các địa điểm tổ chức lễ trưởng thành này. Không chỉ là kimono truyền thống, những bạn trẻ này còn diện cả các trang phục mang hơi hướng Hanbok, hóa trang như hoàng đế hoặc là những nghệ sĩ kịch Kabuki. Tại đây, nhiều bạn trẻ cũng háo hức thể hiện những nguyện vọng cho tuổi mới. Bước sang tuổi 20, em sẽ có thể tham gia những buổi tiệc tùng của người lớn. Em rất trông chờ đến những dịp ấy. Em đang chuẩn bị mở phòng khám. Em rất muốn phát triển tay nghề nhiều hơn và đem lại hạnh phúc cho mọi người. Lễ trưởng thành tại Nhật Bản thường được tổ chức vào ngày đầu tuần thứ 2 của tháng 1 tại các hội trường lớn và sân vận động trên cả nước. Thành phố Kitakyushu đặc biệt là nơi tập trung những buổi lễ đặc sắc nổi tiếng trên toàn thế giới. Năm nay, khoảng 1,2 triệu bạn trẻ ở Nhật Bản đã tham gia lễ trưởng thành. Một người phụ nữ tại Düsseldorf, Đức đã khiến nhiều người thích thú trước bộ sưu tập hơn 18.000 con búp bê Barbie và cũng được xem là người sưu tầm búp bê nổi tiếng nhất thế giới và nắm giữ 5 kỷ lục Guinness nhờ bộ sưu tập này. Bà Bettina Dorfman bắt đầu sưu tầm búp bê Barbie 26 năm về trước và thường đưa kho tàng này đi trình diễn tại các triển lãm búp bê, viện bảo tàng và các cửa hiệu. Bộ sưu tập của bà rất đa dạng về kiểu dáng và kích thước, gồm cả những con búp bê từ những năm 1960. Ngoài số lượng búp bê được bà trưng bày tại nhà, một phần kho tàng này đang được trưng bày tại Bảo tàng Búp bê và Đồ chơi Ratingen. Bà Dorfman cho biết, việc giữ cho búp bê luôn được mới và đẹp luôn là một kỳ công và yêu cầu sự tỉ mỉ. Với một nhà sưu tầm, búp bê phải luôn ở trạng thái hoàn hảo và không được sức mẻ. Tôi luôn phải giữ cho bộ sưu tập này sạch sẽ, lau chùi cẩn thận vì bụi có thể làm biến dạng búp bê. Việc chọn nơi cất giữ búp bê cũng rất quan trọng. Hiện bộ sưu tập khổng lồ này đang được trưng bày tại Bảo tàng Đông Frisian, Emden, nước Đức. Tiếp theo, quý vị nhớ đón xem các thông tin cập nhật quan trọng trong phần sau của chương trình. Và dĩ nhiên là không thể thiếu những thông tin thể thao mới nhất với phần trình bày của biên tập viên Thế Mẫn ạ. Cảm ơn Minh Ngọc và Vĩnh Phú. Thưa quý vị, lát đây sẽ có các thông tin đáng chú ý sau. Emma Raducanu bất ngờ bị loại ngay vòng 1 giải Sydney International. Điều tra vụ một người phụ nữ tử vong bất thường trong căn nhà trọ. Thông tin cập nhật. Thưa quý vị, vào tối qua, trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến hai người bị thương nặng.
Khoảng 21 giờ cùng ngày, nam thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy mang biển số 93P289196 với tốc độ cao trên đường DT741. Đến đoạn ngã ba giao nhau thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, nam thanh niên đã tông trực diện vào một xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông qua ngã ba. Nam thanh niên bị đập đầu vào kính xe ô tô văng xuống đất, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Trước đó khoảng 20 giờ 30 phút, một nam thanh niên khác điều khiển xe máy 93P250677 lưu thông trên đường Nguyễn Huệ. Đến đoạn đổ dốc thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, chiếc xe máy bất ngờ tông trực diện vào một bé trai 13 tuổi điều khiển xe đạp điện qua đường. Cú tông mạnh khiến bé trai bị hất văng lên cao rơi xuống, bị thương rất nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Chiều tối qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ được phát hiện trong căn nhà trọ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, người dân sinh sống tại khu nhà trọ nằm trên đường NG5, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát phát hiện có mùi hôi phát ra từ một căn phòng trọ của một người phụ nữ thuê ở, nhưng đã nhiều ngày không thấy ra ngoài. Khi người dân nhìn qua khe cửa kiểm tra thì phát hiện một vật lạ nằm giữa phòng nên báo cơ quan công an. Công an thị xã Bến Cát đã có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác định căn phòng trọ bị khóa cửa ngoài. Ở giữa phòng có một chiếc mền màu đỏ bó chặt thi thể người phụ nữ khoảng 30 đến 40 tuổi. Hiện công an đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.